Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật, những thông tin được đăng tải trên trang dinhnews.vn, vnfz.net, vov.vn và nhân dân.vn. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. Sáng ngày 21 tháng 5, tại đầu cầu trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu quốc hội thuộc đoàn đại biểu, quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ theo hình thức trực tuyến chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng vì chính phủ đã có các giải pháp sáng suốt, quyết liệt, hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19. Nhờ đó, cả nước đã thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, cuộc sống dần trở lại bình thường, kinh tế xã hội từng bước phục hồi, phát triển. Cử tri Cần Thơ đề xuất với Quốc hội, chính phủ một số vấn đề như đề nghị có chính sách hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng Covid-19 như hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, có giải pháp thúc đẩy thực hiện hiệu quả nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có chính sách tốt hơn đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, tháo gỡ vướng mắt trong thực hiện pháp luật về đất đai, giải quyết tình trạng cò mồi đất, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Cần Thơ đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. BH hiện website Bộ Công an, giá nhằm chiếm đoạt tài sản Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin, qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05, Công an thành phố phát hiện trang HTTPS 2 2 2 có dấu hiệu giả mạo website của Bộ Công an, với mục đích lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng mạo danh lực lượng công an đang điều tra các vụ án, tham nhũng, rửa tiền, ma túy, và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan đến các vụ án này, để yêu cầu trình diện cơ quan công an đe dọa khởi tố vụ án hình sự hoặc tạm giam để điều tra. Từ đó, các đối tượng đề nghị nạn nhân nếu không muốn bị khởi tố, tạm giam thì phải cung cấp các thông tin như chứng minh nhân dân trên căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số dư để thanh tra tình hình tài chính. Sau khi có được thông tin, đối tượng sẽ gửi một mã và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào trang website tên khai báo các thông tin cá nhân. Sau khi có được thông tin cần thiết, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác với phương thức thủ đoạn trên để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản yêu cầu quyết liệt phòng dịch sốt xuất huyết tay chân miệng bộ y tế đã có công điện đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sở y tế các địa phương triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh tăng cường các hoạt động giám sát lấy mẫu xét nghiệm phát hiện sớm đáp ứng ngay xử lý triệt để ổ dịch không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng tập trung triển khai công tác tiêm chủng tổ chức tốt việc phân tuyến thu dung cấp cứu điều trị bệnh nhân tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh các địa phương củng cố các đội chống dịch cơ động đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra xác minh đánh giá xử lý dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế dịch cấp cứu điều trị khi cần thiết đồng thời tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về giám sát phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Sẽ giảm thời gian đóng bảo hiểm hưởng lương hưu xuống 15 năm. Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trình chính phủ, Quốc hội hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng bảo hiểm xã hội một lần, với mục đích tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia để hưởng lương hưu. Cụ thể, dự luật bảo hiểm xã hội sẽ đề xuất giảm thời gian tham gia tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, bổ sung các quyền lợi, nhất là các quyền lợi ngắn hạn để gia tăng sự hấp dẫn, tạo động lực cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, để ngăn chặn và xử lý hành vi thu mua sổ bảo hiểm xã hội, trong hồ sơ đề nghị xây dựng luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội còn đề xuất bổ sung hành vi bị nghiêm cấm đối với hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội dưới mọi hình thức. Bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. WHO họp khẩn về bệnh đậu mùa khỉ. Hôm 21 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát gần đây bệnh đậu mùa khỉ, một căn bệnh do virus gây ra và phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi, nhưng nay đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu và cả Bắc Mỹ. Một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã nhóm họp để thảo luận về các nguy cơ lây nhiễm có thể đe dọa sức khỏe toàn cầu bệnh đậu mùa khỉ thường nhẹ hơn nhưng cùng họ với virus gây bệnh đậu mùa và có thể gây sốt nhức đầu đau nhức cơ kiệt sức sưng hạch bạch huyết bệnh này lây lan qua tiếp xúc gần trong thời gian dài trong đó có cả tiếp xúc trực tiếp với các giọt bắn đường hô hấp chất dịch cơ thể hoặc vết lét của người bị bệnh và không quá dễ lây lan trong môi trường xã hội điển hình theo who việc lây truyền qua các giọt bắn đường hô hấp thường đòi hỏi tiếp xúc trực tiếp lâu dài có nghĩa là nhân viên y tế thành viên gia đình và những người tiếp xúc gần khác của các ca bệnh có nguy cơ cao hơn những người khác. Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Tổng thống Hàn Quốc Y, Sớp Yên và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên tại thủ đô Seoul, trong đó đạt được nhất trí thúc đẩy liên minh chiến lược toàn diện toàn cầu. Tại hội nghị, hai tổng thống đã thảo luận nhiều vấn đề chiến lược song phương và quốc tế, trong đó có việc tăng cường toàn diện liên minh Hàn Mỹ để mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế và công nghệ cao, vấn đề phi hạt nhân quá bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo nhận định Liên minh Hàn Quốc-Mỹ đã phát triển thành một mối quan hệ chiến lược sâu sắc và toàn diện. Trong tuyên bố chung sau hội nghị, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết chung đối với việc bảo vệ Hàn Quốc, theo Hiệp ước phòng thủ chung Hàn Quốc-Mỹ. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ mở rộng hợp tác để đối phó với các nguy cơ an ninh tiềm tàng. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và để ngỏ khả năng đối thoại giải quyết hòa bình các vấn đề với Triều Tiên. Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Tổng thống Biden và Tổng thống Yung Sức Yên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết những thách thức trước mắt và lâu dài trong hệ sinh thái chuỗi cung ứng toàn cầu. Campuchia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử hội đồng xã phường. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cho biết, chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử hội đồng xã phường lần thứ năm tại Campuchia chính thức bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 năm 2022 có 17 đảng chính trị tham gia chiến dịch vận động tranh cử, trong đó có Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền. Trong ngày mở màn tranh cử, các đảng này đã có nhiều hình thức thu hút cử tri khác nhau như tổ chức mít tinh, tuyên truyền chương trình tranh cử trên mạng xã hội. Ủy ban bầu cử Campuchia cho biết, mục đích của cuộc chiến dịch tranh cử là cho phép tất cả các đảng chính trị có ứng viên tham gia, tranh cử công khai đường lối chính trị của họ tới cử tri. Theo ủy ban này, có tổng cộng hơn 86.000 ứng cử viên sẽ tham gia ứng cử tại hơn 16.600 xã phường tại Campuchia. Nhận định về cuộc bầu cử, quốc vương Norodom Sihamoni cho rằng, đây là cuộc bỏ phiếu phù hợp với nền dân chủ đa đảng của Campuchia và kêu gọi tất cả cử tri đi bỏ phiếu để thực hiện quyền lợi của mình. Trong khi đó, thủ tướng Samdech Hun Sen cũng đề nghị giới chức nắm quyền các cấp duy trì thái độ trung lập đối với tất cả các đảng chính trị tham gia tranh cử. Thưa quý vị, ở thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bà con ai cũng quý mến đồng chí Dương Minh Toàn. Ông không những là một bí thư chi bộ dân tộc Mông, năng động, nhiệt tình với công tác đảng, mà còn là một tấm gương sáng đi đầu trong mọi phong trào tại địa phương. Thôn Cao Đường có 28 hộ với 180 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, việc đi lại của bà con trong thôn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều phong tục tập, quán lạc hậu vẫn tồn tại như thả rồng gia súc, trẻ nhỏ đến tuổi đi học không đến trường từ khi được bầu làm bí thư chi bộ thôn đồng chí dương minh toàn đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể các đảng viên già làng trưởng dòng họ người có uy tín trong cộng đồng đến từng gia đình tuyên truyền vận động bà con tham gia làm đường giao thông nông thôn làm chuông trại để nuôi nhốt gia súc gia cầm cho con cháu đi học từ bỏ những hủ tục lạc hậu trong đời sống được sự quan tâm của đảng nhà nước và chính quyền địa phương con đường dẫn vào thôn đã được mở rộng bê tông quá giúp bà con đi lại thuận lợi hơn hệ thống trường lớp học trong thôn cũng được làm mới khang trang cho các cháu đi học cuộc sống của bà con trong thôn còn gặp nhiều khó khăn do người dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp trồng lúa mua một vụ sen kẻ một số cây rau đậu khác sau nhiều trăn trở đồng chí toàn đã quyết tâm cùng với tập thể chi bộ vận động bà con trong thôn tích cực tham gia sản xuất chuyển đổi cây trồng vật nuôi chuyển đổi diện tích trồng ngô năng suất thấp sang trồng cỏ chăn nuôi bò hàng hóa nhằm nâng cao đời sống của nhân dân thưa quý vị, bán đảo sơn trà là một điểm chấm cuối cùng, kết thúc của dãy núi trường sơn, bắc đâm thẳng ra biển đông cùng với núi hải vân, sơn trà. bán đảo sơn trà là lá chắn khổng lồ, là buồng phổi xanh của đô thị đà nẵng. bán đảo sơn trà là một khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng và phong phú. các cánh rừng sơn trà gần như ở dạng nguyên sinh với động thực vật đặc sắc. vòng quanh chân núi có nhiều bãi cát trắng mịn như bãi bàn bãi đạn, bãi bụt, bãi nam và bãi tắm nước ngọt đá đen cùng các dòng suối như suối ôm suối đá từ sườn núi đổ xuống trong xanh với sóng vỗ rì rào sai lòng du khách tại đây cũng có thể thấy núi ngũ hành sơn như một hòn non bộ khổng lồ xa xa nhìn thấy cụ lao chàm bán đảo sơn trà nơi hội tụ các yếu tố về thiên nhiên lịch sử và các truyền thuyết dân gian đầy tính nhân văn cùng với khát vọng vương lên không ngừng của nhân dân quận sơn trà nói riêng thành phố đà nẵng nói chung bán đảo này một ngày không xa sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cùng với bà nà núi chúa ngũ hành sơn sâu kết thành chuỗi du lịch đầy hấp dẫn mà chưa hẳn nơi nào đã có Thưa quý vị, Barcelona, thủ phủ của khu tự trị giàu có Catalonia tại Tây Ban Nha, từ lâu đã là một điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất châu Âu. Ở những cuộc thăm dò hay bình chọn về tấp những thành phố đáng sống, đáng ghé thăm nhất tại lục địa già, Barcelona luôn thống trị với những lý do không thể hoàn hảo hơn. Trước hết, việc ghé thăm Barcelona sẽ không tiêu tốn của khách du lịch một khoản ngân sách lớn giống như nhiều thành phố qua lệ khác tại châu Âu. Thành phố lớn thứ hai tại Tây Ban Nha được biết đến là thiên đường mua sắm của những tín đồ shopping với những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu cùng mức giá vô cùng hợp lý barcelona được xem là nơi hội tụ của những công trình nghệ thuật đẹp và độc nhất châu âu tây ban nha hay barcelona nói riêng còn là quê hương của danh họa nổi tiếng picasso và bởi thế bạn không nên bỏ lỡ cơ hội ghé thăm bảo tàng nghệ thuật picasso khi ghé thăm thành phố này quý vị thân mến bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ thân mến chào tạm biệt